Chào anh chị, bữa nay em sẽ giới thiệu đến cho anh chị một căn nhà vườn cách biển Tân Thành 2 km nha anh chị. Căn nhà vườn này rất là đẹp luôn, trang trí thì hoàn tất rồi, anh chị chỉ vô là ở thôi. Bề ngang là 11m, bề dài là 1 góc 35, 1 góc 36. Thì hiện tại là cái căn nhà này nè anh chị. Đó, thì ở trong hiện tại là có trồng dừa nè, trồng đòn. Quay vô cho anh chị coi nè em. Đó, căn nhà thì rất là sạch sẽ. Bề ngang 11, bề dài 1 góc 35, 1 góc 36. Có 75m đất ở nông thôn rồi, còn 295m là đất cây lâu năm. Cái mảnh nhà vườn này là 370m² nha anh chị. Đó, anh chị theo em đi vô đây. Đi, quay vô đi em. Thì hiện tại là ở đây nè, chủ có trồng bưởi nè, trồng bưởi, trồng trồng mận, trồng ổi. Thì ở đây mình có một con đường đi vô. Cái này là sát khu du lịch luôn nha anh chị. Anh chị có thể mình mua một cái mảnh nhà vườn này, mình mua một mảnh nhà vườn này rồi cái lúc mình đi chơi khu du lịch về đó anh chị, mình ghé ở đây mình giống như mình có căn nhà thứ hai để mình nghỉ ngơi. Thứ bảy chủ nhật cuối tuần đó mình dẫn bạn bè về đây, mình làm cái homestay ở đây thì cũng rất là ok luôn đó anh chị. Ở đây thì khu du lịch này sau này rất là phát triển, anh chị về đây rất là tiềm năng luôn. Về đây anh chị có thể có căn nhà vườn này rất là đẹp. Đó, căn nhà này thì xung quanh thì chán hết rồi, chán xi măng, ở trong thì lót gạch, ở trên thì la phong hết rồi anh chị. La phong ở đây có 2 cái phòng nè, 1 cái phòng 2 cái phòng. Đó, nhà cửa xung quanh đây rất là nhiều luôn. Đây ra đường tỉnh lộ thì có 150m là tới đường tỉnh lộ rồi. Ở đây rất là đẹp ha. Rồi đây để anh quay cho. Ở đây thì em thấy chủ có trồng dừa nè, dừa, trồng mấy loại trái cây cũng rất là sạch đẹp, không có cỏ gì hết á. Thì ở đây chủ còn mấy miếng đan chưa có hoàn tất xong, anh chị nào về có thể làm như ý muốn của mình. Để em đi vô căn nhà em quay cho anh chị xem nha. Căn nhà này thì xây rất là kiên cố, ở trong có 2 phòng ngủ. Anh chị nào theo dõi hết video nha, em chút xíu em quay con đường đi ra ở ngoài tỉnh lộ cho anh chị xem. Đây một cái phòng thứ nhất, cái phòng thứ hai. Nhà này thì chưa có người ở. Ở đây có con đường đi ra, có một toilet nha anh chị. Ở trên dưới la phong hết rồi. Toilet thì dán gạch lên 1m6 hết rồi anh chị. Đó, nhà thì hướng đông nam. Trước cửa thì mình có cái view kênh rất là đẹp. Trước cửa nhà mình có một cái kênh rất là đẹp luôn anh chị, kênh nội đồng. Để em quay xung quanh nhà, em quay cho anh chị xem nha. Đặc biệt ở bên hông, ở bên đây có một cái toilet riêng đó anh chị. Giống như anh chị nào đi bên ngoài dơ dọ dơ cẳng thì mình có thể rửa ở đây. Mình có thể tổ chức tiệc tùng gì đó, mình cho bạn bè đi toilet bên ngoài. Thì nhà thì có 2 con toilet, 2 cái phòng. Điện nước là vô có đầy đủ rồi anh chị. Về là chỉ ở thôi. Ở phía trước này thì diện tích của phía trước là mấy trăm mét vuông lượng anh chị, về đậu bao nhiêu chiếc xe hơi cũng được. Rồi anh chị có thể mở homestay ở đây, mở cái khu vui chơi cho bạn bè nè, cho anh chị em, cho mấy trẻ nhỏ ở đây rất là tiện luôn. Làng xóm ở đây thì em thấy cũng yên tĩnh, gió rất là mát. Chủ kêu 1.450.000.000 nha anh chị. Anh chị nào cần thì liên hệ ngay số điện thoại của em trên màn hình, em để trên màn hình đó.
Đây là căn nhà phía trong. Ở phía trước thì em thấy anh chủ có chỗ có làm cái mái che để xe nè. Anh chị có thể để xe hơi nè, xe Honda. Có thể buổi chiều mình có thể làm cái bàn ở đây để mình uống nước trà hay là mình tổ chức ăn uống anh chị. Ở phía trước ở đây thì rất là đẹp. Phía trước có một cái kênh. Kênh thì buổi chiều anh chị có thể về đây anh chị câu cá đâu nè. Buổi chiều có thể đi dạo câu cá. Đem qua đem quay cái kênh cho anh chị coi. Đây là cái kênh. Căn nhà đây là căn nhà. Căn nhà mình đặc biệt thì có rào chắn hết rồi anh chị. Có rào hết rồi, thì rào rất là kiên cố. Đó. Rào thì cái này thì anh chị chạy xuống chợ 2 km nữa là tới chợ Tân Thành. Chợ Tân Thành thì nó sát khu du lịch biển Tân Thành luôn. Đường này thì đường thông nha anh chị, xe hơi chạy thoải mái. Địa chỉ này là ấp Láng, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích là 370 m², có 75 m² thổ cư. Còn bao nhiêu đất cây lâu năm nha anh chị. Thì cái chỗ ngoài trước này nè, ở chỗ này anh chị chạy là 150 m nữa là tới đường tỉnh lộ 862. Đó, đường tỉnh lộ phía trước rồi đó. Chút xíu em chạy ra đường tỉnh lộ quay cho anh chị coi luôn nha. Đó. Đường tỉnh lộ phía trước rồi. Anh chị có thể thấy xe chạy đó. Rồi, tới đây em xin kết thúc cái video nha anh chị. Nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em. Dạ, em xin chào.